Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Việt Anh. Hôm nay mình sẽ làm bài thuyết trình về tính thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Một, xuất hiện ở đâu? Hình hộp chữ nhật nó được ví dụ như lượng nước trong bể, lượng sữa trong hộp. Hình lập phương được ví như số kẹo trong hộp, số đồ chơi trong hộp. Chuyển sang bước thứ hai là kiến thức cần nhớ. Hình hộp chữ nhật V bằng A nhân B nhân C, A bằng V nhân B nhân C, B bằng V nhân A nhân C, C bằng V chia B nhân A. Diện tích xung quanh bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 thì nhân với chiều cao. Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với chiều dài nhân chiều rộng nhân 2. Hình lập phương bằng A nhân diện tích toàn phần chia 6, A bằng diện tích toàn phần chia 6, V bằng A nhân A nhân A, A bằng diện tích xung quanh chia 4. Diện tích toàn phần bằng A nhân A nhân 6, diện tích xung quanh bằng A nhân 4. Chuyển sang bước thứ 3 là nội dung bài tập. Nội dung 1, tính diện tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật. Nội dung 2, tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 4, luyện tập. Vẽ sơ đồ bài học. Thuyết trình sơ đồ. Luyện tập 80% số bài tập đúng. Con cảm ơn cô và các bạn đã xem video.